Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình mời các bạn ăn chè bí đỏ nha. Chè bí đỏ dẻo nè. Chè này ăn nó vừa ngon và nó vừa bổ nữa đó. Rất là béo, nó cốt dừa luôn. Mình ăn nóng hay là ăn nguội, lạnh. Ăn nóng hay là ăn lạnh gì cũng ngon hết trơn á. Nó dẻo dẻo chứ nó không có bị cứng. Rồi mời các bạn xem video để biết cách làm và vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình chuẩn bị đây là bí đỏ nè. Thì mình dùng cái loại bí hồ lô á. Mình dùng nửa trái thôi, gọt sạch cái phần vỏ, rửa cho nó sạch. Bí này thì nó dẻo hơn là bí lớn. 200g bột nếp. Bột nếp thì mình dùng cái loại nếp sấy vậy nè. Các bạn dùng hiệu nào cũng được. 100g bột năng. Thì mình dùng 2 nếp và 1 năng á cho nó dẻo ngon. Một chén nước cốt dừa. Đậu phộng chút mình làm cái phần nhân chè. Và đường ha, đường thì dùng nửa chén đường. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt cái phần bí đỏ này ra những cái khúc nhỏ nhỏ. Mình cắt ra vừa vừa thôi. Cắt xong rồi các bạn có thể đem hấp cho nó chín. Hoặc là cho vô nồi mình đi nấu. Mình sẽ cho nước vô mình nấu cho nó nhanh chín hơn hấp. Để nắp lại. Sau khi mình nấu được một hồi thì bí bắt đầu nó chín mềm rồi. Mình nấu thì nhanh lắm, khoảng chừng 15 phút là nó chín rồi. Còn nếu các bạn hấp thì khoảng 20 đến 25 phút nó mới chín. Bây giờ chín mềm rồi nè. Vớt bí lên ha, cho nó ráo nước. Mình cho vô trong cái thau luôn. Xong rồi các bạn sẽ tán cho nó nhuyễn ra. Bí mà nó chín mềm á, mình tán nó cũng dễ nữa. Trong lúc nó còn nóng vậy nè, thì các bạn tán nó nhanh hơn ha, đừng có để cho nó nguội. Nó nguội nó sẽ hơi dẻo lại. Nó mịn rồi thì bây giờ mình cho bột vô. Trong lúc mà bí nó còn nóng á. Bột năng thì mình chừa lại chút ha. Nước cốt dừa, các bạn sẽ hớt cái phần béo ở trên, mình cho vô đây 3 muỗng canh. Có nước cốt dừa vô trong bột á, thì cái bột của mình nó sẽ có cái độ mềm bóng hơn á. Rồi các bạn sẽ trộn nha. Trộn từ từ, nếu như mà mình thấy nó có hơi khô quá thì mình cho thêm chút xíu nước cốt dừa nữa. Mình trộn xong hết rồi nè, bí nó sẽ dẻo dẻo lại, các bạn đừng có để cho nó khô quá. Mà cũng đừng có cho nó nhão quá nha. Mình sẽ nhồi mịn lại. Nếu lỡ mà nó hơi mềm tay, nó hơi nhão á, thì mình cho thêm bột nếp. Rồi bây giờ mình sẽ nhồi mịn nha. Nó dễ lắm, nó không có bị dính tay. Nãy cái phần bột năng mà mình chừa lại đó, làm bột áo, lót vô trong cái mâm hay là cái dĩa gì đó ha. Mình túm những cái viên chè lại, rồi các bạn cho đậu phộng vô giữa. Để qua bên, có phủ bột áo để cho nó đừng có bị dính cái viên chè. Các bạn cho thêm cái đậu phộng á, mình ăn vô nó giòn giòn và nó bùi bùi nữa. Đây là mình cho những cái viên lớn ha, còn những cái viên nhỏ nhỏ thì khỏi cho cũng được. Thích thì các bạn cho hết luôn. Mình sẽ làm đủ kích cỡ luôn, từ lớn tới nhỏ. Lớn thì cho đậu vô nhiều chút. Mình cho ở đây khoảng 3 hộp luôn. Còn nhỏ nhỏ thì các bạn cho một hạt đậu thôi cũng được. Sau khi mình đã vo xong hết những cái viên chè nè. Khi mà luộc á, các bạn lấy lên mình vo sơ lại cho cái chè nó nhìn cái viên chè nó đẹp hơn ha. Và mình để cho nó rời ra. Bắt một nồi nước sôi lên, các bạn sẽ cho những cái viên chè vô. Mình cho vô từ từ vậy nè, cho nó rời ra. Xong rồi cái mình lấy cái giá, mình đẩy nhẹ cho nó đừng có bị đóng ở dưới đáy nồi. Rồi các bạn để ở đây, mình luộc cho nó sôi lên. Sau khi mà nó sôi lên vậy nè, mình sẽ cho vào đây vài cọng lá dứa cho cái nước này nó thơm. Nước này mình sẽ nấu chè luôn á, nên các bạn có bọt thì mình vớt bớt. Rồi mình cho đường vô. Cho nước cốt dừa vô luôn. Khi mà chè nó sôi bùng lên các bạn hãy cho đường vô ha. Tại vì cho cái viên chè nó chín á.
Rồi mình sẽ dằn vào đây nửa muỗng cà phê muối cho chè nó đậm đà. Trong làm bánh hay là nấu chè, các bạn nhớ dằn thêm miếng muối á, thì cái độ ngọt nó sẽ tăng lên ha, không thôi là nó bị lạc á. Mình nấu cho nó chín xong rồi mình tắt bếp, các bạn cho nước cốt dừa vô, đừng có nấu lâu quá nó giảm độ béo. Rồi chè bí đỏ của mình đã sẵn sàng. Bây giờ trộn đều lên rồi múc ra chén. Chè này á, các bạn ăn nóng nóng hoặc là ăn lạnh á, nó cũng ngon, nó dẻo dẻo dai dai. Và bí đỏ mình ăn cũng tốt nữa. Cho lên đây một chút mè rang cho nó thơm. Một ít đậu phộng rang nữa. Chè bí đỏ đã sẵn sàng. Nếu mà các bạn nấu với bí không á, thì mình ăn dễ bị ngán ha. Còn mình nấu theo cái kiểu như vậy nè, ăn nó dẻo dẻo, nó không có bị ngán và mình ăn nó cũng ngon nữa. Đây cái viên chè lớn nè, mình sẽ giã nó ra cho các bạn xem bên trong. Nó dẻo lắm luôn á. Mình làm theo kiểu này á, thì nó dẻo ngon hơn chè cho nước luôn á. Tại vì có bột năng, nó dẻo và nó có cái độ dai, nhưng mà không có quá dai đâu. Bên trong thì nó có nhân đậu phộng nè. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Ngon lắm luôn á, dẻo dẻo, thơm thơm và béo nữa. Béo nước cốt dừa nè, dẻo dẻo và độ ngọt cũng vừa, không có quá ngọt. Nếu các bạn thích ngọt nhiều hơn thì có thể tăng thêm đường, nhưng mà mình thấy độ ngọt vậy là vừa, ăn ngọt quá cũng dễ bị ngán. Những cái viên chè nhìn cũng hấp dẫn, bắt mắt. Và đến đây thì mình kết thúc video nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình, like và chia sẻ những video của mình nữa. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.